Xin chào tất cả anh chị em và các bạn đang quay trở lại với kênh nấu ăn của mình. Món ăn ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến anh chị em và các bạn đó là nấm đông cô xào sả ớt. Thành phần nguyên liệu cho món ăn này gồm có 350g nấm đông cô khô mình đem ngâm cho mềm, sả băm, 2 tép hành lá, một vài lát gừng, sả cắt khúc đập dập, ớt bột Hàn Quốc. Nếu như có ớt tươi thì các bạn bằm thêm ớt tươi sẽ ngon hơn. Vì không có ớt tươi nên mình sẽ dùng thêm một ít ớt sa tế. Hành lá, phần đầu hành mình cắt xéo. Phần lá mình cắt khúc nhỏ. Nấu nước sôi, cho sả, gừng và nấm đông cô vào luộc chín. Sau khi luộc nấm được 5 phút, mình sẽ đổ ra rổ, rửa lại với nước lạnh cho thật là sạch và vắt cho ráo nước. Cho dầu ăn vào chảo. Đầu hành lá. Sả băm. Mình thích ăn sả nên sẽ cho hơi nhiều một chút. Ớt bột, khi sả đã hơi vàng và dậy mùi thơm thì mình sẽ cho nấm vào. Thêm một muỗng cà phê hạt nêm gà, một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê nước tương. Mình dùng muỗng cà phê nhỏ giống như vậy. Một muỗng cà phê dầu hào, một muỗng cà phê ớt sa tế. Nếu các bạn thích ăn cay hơn thì mình có thể dùng thêm. Xào cho thấm gia vị, sẽ cho hành lá vào. Đảo đều và tắt bếp. Nấm đông cô xào sả ớt đã xong rồi. Món này mình có thể ăn chung với cơm nóng, với cháo trắng hoặc là kẹp với bánh mì ăn cũng rất là ngon. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem hết video này. Nếu như yêu thích món ăn này của mình thì bấm like, share, đăng ký kênh, bấm chuông để lại bình luận bên dưới ủng hộ cho kênh của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong món ăn lần sau.